Linux is coming to town. Các mến trò của thầy ơi, hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài côn trùng qua bài hát Đom Đóm của Jack nhé. Chuồn chuồn mà bay dưới thấp thì trời đổ mưa lấm dấm. Chuồn chuồn mà bay lên cao thì trời ửng hồng nắng giáo. Dragonfly, gọi là dragonfly. Dragonfly mà cần dồn, ta biết bơi liền ngay luôn. Con dùi mình gọi con fly, mật ngọt thì rủ nhau đai. Con này là chi ống nâu, chi à chi bay đi đâu lấy mật honey. Chi là honey bee. Fireflies làm sáng đêm thâu. Cockroaches màu cánh nâu nâu. Còn cao cao là grasshopper. Còn bò rùa là ladybug. Sâu róm caterpillar sẽ hóa thân pupa. Mosquito kêu là mũi vo ve. Cicada kêu là biết sang hè. Beetle là loài bò cánh cam. Butterfly là điệp của lan. Giường mình nhỏ mà cái nhà thật to. Wow. Termite, termite, tên của bạn mối bạn ghi vào giùm cho. Và loài dê du dương cây vì cầm thì mình nói cricket, cricket xin đừng nhầm. Anti là loài kiến tha lâu đầy tổ và sống bên nhau. Mình thấy con roi sao quá ghê, thì nhớ mà gờ tên nó để vội vàng tránh xa. Vội vội tránh xa đi mà. Fireflies làm sáng đêm thâu. Cockroaches màu cánh nâu nâu. Còn cao cao là grasshopper. Còn bò rùa là ladybug. Sâu róm caterpillar sẽ hóa thân pupa. Mosquito kêu là mũi vo ve. Sang hè, beetle là loài bò cánh cam, butterfly là điệp của lan. Câu dù hời mẹ ngày bé thơ thương con tầm ngày ngày nhớ tơ. Cứ nhớ tới sự quan, cứ nhớ tới sự quan nhớ côn trùng sáu chân. Nhện nhện rắn rết cuốn chiếu hay run thì thật ra chẳng phải côn trùng. Dẫu cho thân hình bé li tì cũng vậy thôi. Fireflies làm sáng đêm thâu. Có cockroaches màu màu cánh nâu nâu. Còn cao cao là grasshopper. Bò rùa là ladybug. Sâu róm caterpillar sẽ hóa thân pupa. Mosquito kêu là mũi vo ve. Cicada kêu là biết sang hè. Beetle là loài bò cánh cam. Butterfly là điệp của lan. Fireflies làm sáng đêm thâu. Màu cánh nâu nâu. Còn cao cao là grasshopper. Còn bò rùa là ladybug. Sâu róm caterpillar sẽ hóa thân pupa. Mosquito kêu là mũi vo ve. Cicada kêu là biết sang hè. Beetle là loài bò cánh cam. Butterfly là điệp của lan.